Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 19 là chúng ta biết cách viết phương trình tham số như là phương trình tổng quát của đường thẳng rồi đúng không nào? Trong cái bài 20 thì chúng ta đã biết cách xác định được cái vị trí tương đối của giữa hai đường thẳng, dù cắt nhau, song song, trùng nhau, nó có những điều kiện gì thì chúng ta đã biết rồi. Tính cái góc xen giữa của hai đường thẳng và cái khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng hoặc là giữa hai đường thẳng. Nói chung là về khoảng cách thì công thức đã có rồi, góc đã có rồi đúng không nào, công thức đã có. Như vậy trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 21, đó chính là đường tròn trong mặt phẳng tọa độ. Thì trong đây chúng ta học hai phần. Phần thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ biết cách viết cái phương trình của đường tròn, có hai cách viết em nha. Và cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ viết được cái phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nào đó. Nếu ở trong chương trình lớp 9 ấy, thì khi chúng ta nói cái phương trình đường thẳng tiếp tuyến ấy, tạm điểm, tạm gọi là tiếp điểm, tiếp điểm ha, tiếp điểm M nào đó, thì chúng ta sẽ biết cách viết ở trong cái bài này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phương trình đường tròn em. Ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 1. Cái này thì mục đích để đi hình thành cho các em công thức thôi. Trong mặt phẳng tọa độ OI cho đường tròn tâm C, đường tròn C tâm Y, tâm Y ở đây là các tọa độ là AB và bán kính R. Khi đó một điểm M có tọa độ là XY thuộc đường tròn C khi và chỉ khi tọa độ của nó tọa mãn điều kiện đại số nào. Như vậy các em nhìn thấy ở bên hình này. Như vậy ở đây các em thấy đường tròn C có tâm Y và bán kính R và ở đây là M. Chứng tỏ để mà M này đó, M này, cái điểm M của chúng ta mà nó thuộc đường tròn C đúng không? Khi nào các em? Có khi khi IM này nó phải bằng bằng gì? Bằng R. Có đúng? IM bằng R. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính IM ra. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ có vector IM. IM sẽ bằng IM thì chúng ta sẽ lấy M trừ Y. Như IM chúng ta là tọa độ, đây là hoàn là X. Y chúng ta là gì? Là A đúng không? Đây Y là A. Nhưng mà chúng ta có X trừ A và Y trừ B. Từ đây chúng ta suy ra cái độ dài IM sẽ bằng, ở đây là độ dài vector IM đúng không nào, sẽ bằng căn bậc hai của X trừ A bình phương cộng cho Y trừ B bình phương, đúng chưa? Như vậy thì từ đây chúng ta suy IM sẽ bằng R, thì từ đây chúng ta tương đương là gì? Căn bậc hai của X trừ A bình cộng Y trừ B bình sẽ bằng R, đúng chưa? Nếu chúng ta bình phương hai vế, nếu chúng ta bình phương hai vế thì nó ra ra là x trừ a bình cộng y trừ b bình và bằng r bình. Thì đây chính là cái phương trình đường tròn. Nếu chúng ta biết được tâm a, thành loại tâm y có tọa độ là ab và bán kính r, thì chúng ta sẽ viết được phương trình đường tròn này. Đấy, em hiểu không? Chứ không phải đùng đùng nó ra được phương trình này, mà chúng ta còn phải chứng minh như thế này. Ý là như thế. Ok. Còn em muốn trả lời chi tiết thì thầy đã chuẩn bị sẵn cho em này. Đó. Thầy đã làm chi tiết rồi, nhưng mà thầy muốn chi tiết hơn nữa, có chữ thì chúng thầy cũng đáp ứng cái yêu cầu cho các em. Thầy sợ là các em lên trên bảng rồi thầy cô mời lên mà các em chả biết cái gì hết thì cũng không được. Đúng nào. Rồi. Ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Như vậy thì ở đây phần hoạt động ta sẽ ghi vô thầy ở đây nha. Điểm M có tọa độ XY thuộc đường tròn C, tâm Y có tọa độ là AB bán kính R khi và chỉ khi X trừ A bình phương cộng cho Y trừ B bình phương sẽ bằng R bình phương. Đây người ta gọi là phương trình đường tròn. Được chưa? Ví dụ này, ở đây người ta hỏi gì? Tìm tâm và bán kính đường tròn C, phương trình này. Như vậy cái anh này đã chính là gì anh em? Đấy, anh này tương ứng là A, anh này tương ứng là B. B nhưng mà đây là Y trừ B, mà trong khi đó là Y cộng B, thì chứng tỏ B này sẽ là gì? Là bằng trừ 3 đấy em. Như vậy tâm Y của chúng ta ở đây là A chúng ta bằng mấy? A bằng 2 này. Và B đây sẽ bằng âm 3. Như vậy tâm của chúng ta là 2 âm 3 này. Ở đây R, ở đây là 16 thì tương ứng là R bình phương, chứng tỏ R bình phương là bằng 16. Suy ra R của chúng ta sẽ bằng mấy? Bằng 4. Hiểu chưa? Đấy. Ok. Được chưa?
Còn ở đây viết phương trình tròn này dễ, như đây là x trừ 2 bình phương cộng cho y trừ cho trừ này, y trừ cho trừ 1 thì trở thành cộng 1 này, bình phương. Đúng nào, như đây có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn C, gấp đôi bán kính đường tròn C. Như vậy thì hồi nãy là 4 8 8 8 bình phương thì cái này bằng 64 này. Cái này dễ ha. Rồi ví dụ thì người ta đã giải em rồi, nhưng mà thầy cũng nói để chúng ta hiểu tại sao nó ra như vậy, chứ không mà thầy dạy nhanh quá thì em chả hiểu cái gì, thì chừng đó thì em cũng trách thầy, đúng không? Tìm tâm và bán kính đường tròn C. Đây ở đây là anh em để ý này, nếu ở đây mà x cộng á, x cộng thì ngay lập tức chúng ta thấy a chúng ta là bằng mấy, là âm 2. Nếu chỗ đây là x trừ 2 thì a sẽ bằng 2, nhưng mà ở đây là x cộng 2 nghĩa là a sẽ bằng âm 2. B chúng ta sẽ bằng mấy? B chúng ta đúng là đây là bằng 4, cứ trừ là bằng nó luôn. Và r bình phương bằng 7 thì r sẽ bằng căn 2 của 7. Chứng tỏ tâm chúng ta là âm 2 4 và bán kính r chúng ta bằng căn 2 của 7. Được chưa? Hiểu không? Còn để em trình bày thì đây, thầy chuẩn bị sẵn cái mẫu giấy. Nhanh, đơn giản, gọn gàng, dễ hiểu, chả có gì phức tạp cả. Xong, tiếp tục nha. Ở đây chúng ta có ví dụ 2 nha em. Trước khi đi ví dụ 2, chúng ta có phần nhận xét này. Cái phương trình 1 tương đương với này. Ở đây nha em, cái này quan trọng này. Cái phương trình này quan trọng này. Nghĩa là nó cũng viết được dưới dạng là x bình phương cộng y bình phương. Cái này là phần cố định anh em. Còn cái này người ta đặt lại C này. Sau này người ta đặt lại C này, chứng tỏ C này sẽ bằng là A bình cộng B bình và trừ R bình phương. Nhớ nha, cái C này các em. Đó, như vậy thì ví dụ 2 rồi. Đây chính là phương trình nó luôn này. Được chưa? Nhớ thầy, phương trình đường tròn có thể viết dưới dạng này nha. Khi đó nhớ này, để tìm á, làm ta để ý giùm thầy chỗ đây để đi tìm tâm của nó này. Ví dụ này, thầy cho này, ví dụ x bình phương cộng y bình phương trừ 2x trừ y đây cộng 3 đây bằng 0 đi. Thầy yêu cầu xác định tâm và bán kính đi. Ví dụ cái bài này thì em thấy này, ở đây là âm 2a, em thấy ở đây âm 2a thì đây nó tương ứng ở đây là âm 2, chứng tỏ âm 2a sẽ bằng âm 2 này. Một cái này, ở đây âm 2b, âm 2b ở đây thầy không viết, người đây là âm 1 bằng âm 1 này. C đây ta bằng mấy? C đây bằng 3 này. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương ở đây A sẽ bằng mấy? A bằng 1 này, B bằng 1 phần 2 này, và C bằng 3 này. Như vậy thì bây giờ R, chúng ta thế chỗ đây để chúng ta tìm R này. Ở đây chúng ta có là C sẽ bằng A bình cộng B bình trừ R bình, đúng không? Chúng ta chuyển cái thằng này qua bên đây và chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu. Như vậy R bình chuyển qua đây trở thành dương này, A bình cộng B bình trừ C, đúng không? Nên như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra R sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình và trừ cho C. Nhưng ở đây nó muốn thỏa mãn nó là đường tròn thì cái này bắt buộc phải lớn hơn 0. Nó lớn hơn 0 thì nó mới, nó chính là điều kiện để mà tồn tại một cái đường tròn, thì nó phải lớn hơn 0 là số dương em nha. Như vậy thì ở đây chắc là không được rồi. Như vậy chúng ta thế vô, nếu chúng ta thế vô ở đây thì nó không thể nào ra đường tròn được. Giờ một bình này cộng 1 phần 2 bình trừ 3, cái này nó ra một số âm này, đúng không? 1 cộng cho 1 phần 4 thì bằng 3 phần 4 trừ đây nó ra số âm, thì chứng tỏ cái này không tồn tại. Không tồn tại, chứng tỏ này cái phương trình của thầy cho đây không phải là một phương trình đường tròn. Hiểu chưa? Nghĩa là ở đây chúng ta phải thỏa mãn cái điều kiện này này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ học từng bước là chúng ta sẽ hiểu thôi. Cứ từ từ để chúng ta cảm nhận nha. Đây. Nhận xét này, chúng ta ghi thầy phần nhận xét này vô, ghi vào vở này. A bình phương trừ B bình phương trừ C lớn không thì nó chính là đường tròn, và khi đó R chúng ta sẽ bằng cái này, được không? Còn nếu nó bằng không thì IM nghĩa là bán kính này bằng không, do đó tập hợp những điểm M thỏa mãn 2 chỉ gồm một điểm, đó chính là tâm. Còn nếu nó nhỏ hơn không thì nó là rộng, nghĩa là không tồn tại đường tròn. Được chưa? Ta ghi nhận xét này vô luôn. Đó, ok nha. Đây sang phần luyện tập 2. Rồi, bây giờ thầy chị đi sang luyện tập 2 nha. Ok. Cứ kiểm tra thôi. Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là một phương trình đường tròn. Tìm tâm bán kính. Bây giờ thầy làm câu A này.
thì làm rất rất là nhanh và dễ hiểu, chứ không không có gì khó hiểu cả, đúng không? Bây giờ câu A này, nhớ không thầy, này phương trình đường tròn ta có dạng là x bình phương cộng y bình phương trừ 2ax trừ 2by cộng cho c bằng 0 nha. Cái điều kiện của ta là a bình cộng b bình trừ c phải lớn 0, khi đó r của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình trừ c. Nhớ là kiến thức cơ bản này trước và trước khi đi làm. Bây giờ câu A này, các em thấy ở đây là x bình trừ y bình, mà ở đây là x bình cộng y bình, cái hệ số ở đây là âm 1, chứng tỏ phải không? Không phải này, chắc chắn là không phải rồi, tại vì ở đây là âm 1 mà ở đây là dương, thì chứng tỏ ngay chỗ cái hệ số x bình phương thì một cái âm 1 cái dương 1 thì chắc chắn là không phải rồi, không phải, kết luận luôn, chỉ ra chỗ đó, hiểu chưa? Ở câu B, ở câu B chúng ta là phải rồi này, nhưng mà bây giờ chúng ta kiểm tra ngay chỗ đây này, âm 2x, âm 2x của chúng ta là âm 2x này sẽ bằng là âm 2a ở trên đường tròn, đúng không? Ở đây là số 4, nghĩa là đây là âm 2, bỏ cái x này đi, ở đây là 4 sẽ bằng âm 2b, và c chúng ta bằng 6, từ đây chúng ta tương đương ở đây a chúng ta bằng 1 này, b bằng âm 2 này, và c bằng 6, đúng chưa? Bây giờ chúng ta thế vào cái chỗ này để chúng ta kiểm tra thử nó có phải đường tròn hay không này. Như vậy ra được 1 bình phương cộng âm 2 bình phương trừ cho 6, cái này sẽ bằng là 1 này, cộng 4 trừ 6 thì kết quả ở đây sẽ bằng mấy? 6 chứ, 5 trừ 6 là bằng âm 1, cái này nhỏ hơn 0, chứng tỏ không phải là đường tròn, không phải là đường tròn, nghĩa là nó phải đường tròn thì cái này phải vuông kìa, các em hiểu chưa? Ở câu C, rồi câu C các em, câu A không phải, câu B cũng không phải, lý do là thầy giải thích rồi đúng không? Câu C đây là âm 2A sẽ bằng 6 này, âm 2B sẽ bằng âm 4 này, và C chúng ta là bằng mấy? Bằng 2 đúng không? C chúng ta bằng 2 đúng rồi, tương đương ở đây là A sẽ bằng âm 3, B sẽ bằng 2 và C bằng 2. Thế vô có vị hợp lý rồi ha, A bình cộng B bình trừ C ở đây bằng âm 3 bình cộng 2 bình và trừ cho 2. Cái này chắc chắn vuông này, 9 cộng 4 trừ 2 13, đây là 11 lớn 0, thì đây chính là, đây chính là phương trình đường tròn. Khi đó tâm, tâm y của chúng ta sẽ là AB, là âm 3 mấy? Âm 32. Và R của chúng ta sẽ bằng căn 2 của 11, đúng nhá, đây 11 này. Vậy thôi, hiểu chưa nào? Đây nghe, ngay chỗ đây chúng ta kết luận ở đây là cái tâm, tâm y chúng ta đây là mấy nghe? Âm 32, và R chúng ta bằng căn 2 của 11 nhé. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang vào phần tiếp theo. Ở đây chúng ta có ví dụ 3 này. Cái ví dụ 3 này khá là hay này, viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm này. Chúng ta nhớ điều kiện này, để mà đi qua 3 điểm thì nó giống như ở cái bài mà hôm trước là cái điểm thầy đi tìm tọa độ của điểm H mà nó cách điều của 3 điểm ấy. Nó chính là giao của hai đường trung trực delta delta 1 và delta 2, giao điểm hai đường trung trực này, thì đây chính là tọa độ tâm y này, em hiểu nào? Như vậy thì người ta họ nói là các đoạn thẳng AB, cái câu này người ta rất là hay cho trong bài tập và trong đề thi em nhé, viết phương trình đường tròn C đi qua 3 điểm này rất là hay cho luôn. Nhưng chúng ta chú ý này, các đoạn thẳng AB AC tương ứng có trung điểm này M và N, thì việc đi tìm trung điểm của M, ví dụ tìm trung điểm này thì chúng ta lấy tọa độ điểm A cộng tọa độ của điểm B chia 2, N cũng vậy, lấy A cộng C chia 2, tọa độ đấy các em. Như vậy khi đó là nó có vector pháp tuyến là AB và vector pháp tuyến là AC, sau đó chúng ta viết phương trình của delta, delta 1 và delta 2, thì ra được đây chính là tâm. Chúng ta giải cái hệ phương trình này ra tâm, em hiểu không?
Đây là delta 1 và delta 2 này. Cái bài này nó cũng khá là dài em nha. Đây. Đó. Khi đó đây nó ra được hệ phương trình này. Thì khi đó chúng ta bấm máy tính này ra được x và y thì đây chính là tâm. Được không nào? Đấy, đường tròn C thì nó sẽ có bán kính là y. Nhưng chúng ta có thể tính IA cũng được, hoặc là IB cũng được, hoặc là IC cũng được. Đó chính là bán kính của nó. Hiểu nào? Ở đây chúng ta đi tìm bán kính là R này, có thể là bằng IA, hoặc là bằng IB, hoặc là bằng IC cũng được. Ok. Rồi, cái bài này có hai cách giải nha. Nghe này nói là cái bài này có hai cách giải. Cách giải thứ nhất á, là chúng ta sẽ đi tìm giao điểm của delta 1 và delta 2 để chúng ta đi tìm tâm y, đúng không? À, cái thứ hai chúng ta gọi y là tọa độ AB đây. Chúng ta sẽ có điều kiện này này, IA sẽ bằng IB sẽ bằng IC. Từ đây chúng ta sẽ lập cái hệ ra, IA sẽ bằng IB và IA sẽ bằng IC. Ta giải này ra này, nông ra hệ phương trình này. Đây là cách 1. Đây là cách 2 nha. Cách 1 là giao của hai đường trung trực, đường trung trực. Còn cách 2 chúng ta gọi tọa độ nó trực tiếp luôn là AB. Sau đó chúng ta đi cái này điều kiện này, IA bằng IB bằng IC chính là bằng R, bằng bán kính. Nhưng mà chúng ta có điều kiện là IA bằng IB và IA bằng IC. Chúng ta giải cách nào nó cũng đúng và nó ra đúng một kết quả này luôn. Hiểu chưa? Nhưng mà theo thầy nghĩ á, chúng ta chuyên cách nào thì làm một cách thôi. Thầy sẽ làm chuyên cách 1, nghĩa là đi qua 3 điểm nha. Thầy sẽ làm cho các em ở cái phần luyện tập, luyện tập 3 cho các em xem. Luyện 3 em xem nha. Viết phương trình trên đường tròn C đi qua 3 điểm này. Ta có hình dung như này này, thầy sẽ vẽ. Ở đây là M, N, ở đây B đây. Xin lỗi em, do cái tay thầy đụng cái đèn với lại cái máy quay em. Rồi, bây giờ thầy sẽ lại vẽ hai đường trung trực. Dụ đường D1. Ở đây thầy lấy A đây là trung điểm đây. Trung điểm và vuông góc này. Đây là D1. Đường trung trực. D2. D2 chúng ta có thể lấy đường trung trực ở đây cũng được, mà đường trung trực ở của MB cũng được, mà của NB cũng được, nghĩa là chỉ cần lấy hai đường trung trực thôi chứ không cần phải lấy ba đường. Nghĩa là chúng ta có thể vẽ như này cũng được, mà vẽ như này cũng được, chỉ cần giao giao một phát vậy là ra. Các em hiểu không? Ví dụ thầy không thích vẽ MB thì thầy vẽ NB. Tí. Nó cắt tại đâu thì nó chính là đây. Ví dụ ở đây. Vuông góc. Dù giả sử như đây là B đây. Đây, đây chính là tâm y này. Các em hiểu không? Chỉ cần hai đường thôi, D1 và D2 thôi. Rồi, ví dụ D2 đi. Bây giờ ta có D1, nhưng ta đi tìm tọa độ điểm A. Tọa độ điểm A của chúng ta ấy thì nó sẽ là trung điểm của NM. Trung điểm của NM thì chúng ta lấy là gì? Hoành cộng hoành chia 2, tung cộng tung chia 2, đúng không? 4 cộng 2 chia 2 là bằng 3 này. Đây này. 4 cộng 2 chia 2 bằng 3. 4 cộng 2 bằng 6 chia 2 bằng 3, đúng không? Âm 5 cộng âm 1 là bằng âm 6 chia cho 2 cũng bằng âm 3. Và nó sẽ nhận cái vector pháp tuyến của N1 này nó sẽ bằng chính vector NM. Là vector pháp tuyến NM thì thầy lấy M trừ N, như vậy lấy 4 trừ 2 là bằng 2, trừ 5 trừ cho trừ 1, trừ 5 cộng 1 thì trở thành là trừ trừ 4. Như vậy viết phương trình ra đây được 2 này, x trừ 3 đúng không, trừ 4, y trừ và trừ thành cộng 3 bằng 0, ra được là 2x trừ 6 trừ 4y trừ 12 bằng 0. Như vậy 2x trừ 4y, đây là trừ 18 đúng không, bằng 0. Ta chia cho 2 đi thì ra được là x trừ 2y trừ 9 bằng 0, đúng không? Đây là cái anh D1 xong. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta đi làm D2. D2 thì đi qua điểm B. B thì chúng ta sẽ lấy N với B cộng lại chia 2. N đâu? N đây, 2 cộng 3. Như vậy điểm B chúng ta là lấy 2 cộng 3 chia 2 là bằng 5 phần 2 này. Trừ 1 với trừ 8 là thành trừ 9, nghĩa là trừ 9 phần 2. Cái vector pháp tuyến của D2 chính là bằng NB. Ta lấy B trừ N nha. Các em lấy 3 trừ 2, 3 trừ 2 là bằng 1, trừ 8 trừ cho 1
trừ 8 trừ trừ thành cộng 1 trở thành là trừ 7. Như vậy ra được là 1 nhân cho x trừ 5 phần 2 trừ 7 nhân cho ở đây là y trừ trừ thành cộng là 9 phần 2 bằng 0. Ở đây x trừ 5 phần 2 trừ 7 y bằng 963 phần 2 bằng 0. Như vậy x trừ 7 y ở đây là mấy đây? 5 34 đúng không? Đây là trừ 34 bằng 0. Thì đây chính là D2. Ta đi tìm cái hệ phương trình này. X trừ 2 y trừ 9 bằng 0. X trừ 7 y trừ 34 bằng 0. Từ đây chúng ta tương đương x trừ 2 y bằng 9 này, và x trừ 7 y bằng 34. Suy ra cái tọa độ điểm y chúng ta có tọa độ là gì? Menu 9, 1, 2 đúng không? 1, âm 2, 9, 1, 7, 3, 4. Đây anh em, 131. Đúng không? Hồi nãy giờ thầy chưa bấm á các em. Thầy chưa bấm à? Thầy tưởng đâu thầy bấm rồi chứ. Chết cha. Nãy thầy nói tới đoạn nào nhỉ? Cái chỗ này thầy giải trên tờ giấy cho các em có hiểu không nào? Đây. Hồi nãy thầy viết ở đây, nãy thầy đã nói với em chưa nhỉ? Chưa hả? Nếu mà người ta giải cách 2 á thì nó chỉ ra dạng hệ là đây căn bằng căn này, căn bằng căn. Ở đây người ta bình phương hai vế là ra. Nghĩa là dưới dạng là IN bằng IB và IN bằng IM. Tại vì cùng bằng bán kính ấy, cách 2 á, hiểu chưa nào? Còn cái này thì thầy giải rất chi tiết rồi. Rất là dễ hiểu. Do nãy giờ thầy nhìn lại thầy chưa quên bấm máy quay em. Thầy nói nãy giờ nhưng mà thầy như thầy chưa bấm máy quay. Chết cha. Sao? Cũng không sao ha. Cái hình nghe. Nhiều lúc giảng cho đã rồi không bấm máy quay cũng tiêu cho các em ha. Rồi, ta sẽ đi sang một phần cuối cùng nữa em nhé. Cái phần vận dụng nữa là xong. Ta đi sang phần vận dụng 1 em. Khá là dài anh em ha. Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau. Đây, em thấy không? Hai cái bể sục này có nửa hình tròn là bằng nhau này. Và một bể sục hình tròn. Đây là nửa nè. Đây là một hình tròn này. Để người bơi có thể ngồi tựa lưng vào các bể sục thư giãn. Để dành cho các đại gia. Rồi các cô gái chân dài như thầy trò mình thì chắc không dám mơ các em. Đây là gọi là quét xa xỉ. Hãy tìm bán kính của các bể sục. Bán kính các em nha. Bán kính. Để tổng chu vi của ba bể là 32, mà tổng diện tích chiếm hồ bơi là nhỏ nhất. Làm sao đó mà cả ba cái bể sục này, đây là nửa thôi nhá, là hai nửa này, đây là một bể sục này là nhỏ nhất. Trong tính toán ta lấy số pi là 3,14, độ dài tính theo mét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Được chưa nào? Thì ở phía dưới đây người ta có hướng dẫn này em này. Gọi bán kính bể hình tròn và bể nửa hình tròn tương ứng là xy. Khi đó tổng chu vi ba bể. Đây, ta dựa vào tổng chu vi trước. Khi và chỉ khi. Được chưa? Gọi tổng diện tích. Đó. Trong mặt phẳng tọa độ xét cái đường tròn này. Tâm bán kính. Như vậy tìm R nhỏ nhất để C và delta có ít nhất một điểm chung với hình độ và tung độ, các độ đều là các số vuông. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì cũng dựa vào cái phần đó thì nhớ này, cái công thức này, chu vi hình tròn á, chu vi hình tròn thì em nhớ là gì? Đó chính là 2pi nhân cho x. Hiểu nào? 2pi nhân cho x. Như vậy thì ở đây vì hai bể á là nửa tròn và bằng nhau,
Nên tổng chu vi của hai bể này bằng tổng chu vi đường bán kính. Được chưa? Cái này thầy đã chuẩn bị sẵn cho em này. Thầy đưa bài giảng thầy giảng luôn cho em này. Gọi bán kính của bể hình tròn và bể nửa hình tròn tương ứng là XY. Điều kiện chúng ta là XY nó phải như nào, lớn hơn không? Chu vi của bể hình tròn thì hồi nãy thầy nói rồi, đó chính là 2 pi nhân x. Pi chúng ta lấy 3,14 thì x thì ở đây là tương ứng là gì các em? Đó chính là bán kính rồi. Nó vẫn ở trong đây, nó vẫn còn là ẩn x đó. Vì hai bể còn lại là hai bể có dạng nửa hình tròn và bằng nhau nên tổng chu vi của hai bể này bằng tổng chu vi của đường tròn bán kính y với hai lần độ dài đường kính của đường tròn đó. Do đó chu vi của hai bể nửa đường tròn là đây. Trong đây chắc chắn này sẽ có y này. Hiểu chưa? Mà trong khi đó tổng chu vi của ba bể là bao nhiêu? 32 mét. Nên ta có này. Rồi. Ok chưa? Nghĩa là chúng ta rút gọn chuyển cái thằng này qua bên đây đổi dấu chứ không phải tự nhiên đùng đùng xuất hiện số 8 này đâu. Nghĩa là chúng ta đây chia 4 á, đây chia 4, đây chia 4, đây chia 4. Đáng lẽ là nó ra là gì? 1,57x cộng 2,57 y bằng cho 8. Sau đó chúng ta chuyển số 8 này qua bên đây đổi dấu này nên ở bên đây nó xuất hiện số 0 này. Chứ không các bạn, ủa số 8 ở đâu? Hiểu không? Diện tích này, diện tích hình tròn ta biết rồi, bằng pi nhân cho R bình phương, ở đây chính là x bình phương này. Hiểu chưa? Tổng diện tích. Chúng ta có thể bấm dừng lại để chúng ta ghi nhé. Đây thầy đưa lại này. Bài dài. Đây mình làm nếu cái bài này thầy nó cả buổi. Vị hình và giải thích. Đó các em. Cứ bám vào cái phần gợi ý người ta thôi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ giải cái phương trình này ra và chúng ta tìm ra x và y nha. Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ hướng dẫn em về cái cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của mình.